Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dự án ICO có tên là UBEX. Đây là một cái trí tuệ nhân tạo trong cái quảng cáo. Thì hiện tại là cái dự án này đang có chương trình ICO và chương trình Airdrop lên đến 3 triệu UBEX này. Thì cái UBEX này có giá là 0,0001 Ethereum. Thì một Ethereum hiện tại là đang có giá 295 đô. Thì cái này có số cắt là 4.000 đô và đã bán hết trong một ngày. Thì hash cap của dự án là 28.800 Ethereum, thì đã bán được hết là 26.185 Ethereum, chiếm 90%. Thì cái token này đã được list lên một cái sàn, số sàn như Bitforex này, với giá là 0,01692 đô, và trên Bitmart thì có giá là 0,0177 theo cái cặp Ethereum và 0,019 theo cái cặp của Bitcoin. Và trên sàn BTC Alpha thì UBEX là có giá 0,01659 theo cặp Ethereum và 0,0162 theo cái cặp Bitcoin. Thì đây là một số cái trang xếp hạng đánh giá này ở trên ISO rating này, và check ISO là 5.0. Top token top thì 4.9/5, ISO ranker là 100/100, Fandico là 9.8/10, ISO Bara là xếp hạng 3 điểm A và ISO Max là 9.8/10, token DEX là 9.4/10, ISO Drop và một số trang khác. Thì các vấn đề trong cái ngành quảng cáo hiện nay thì dành cho người dùng thì không liên quan và gây nhiều cái phiền nhiễu đang được hiển thị. Thứ hai là thanh toán quá mức và cho các sản phẩm dịch vụ do nhiều trung gian và hoa hồng cao. Thứ ba là rủi ro cao do việc kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp thanh quảng cáo cưỡng chế và khiêu khích. Về dành cho các nhà quảng cáo thì tính không chắc chắn này của việc đạt được cái kết quả khi nhà quảng cáo buộc phải trả tiền cho các nhấp chuột và quảng cáo được hiển thị mà không có sự đảm bảo về doanh thu thực tế. Thứ hai là về khó khăn trong việc tìm ra tất cả các kênh quảng cáo có sẵn và dẫn đến nhu cầu thuê nhân viên tiếp thị. Thứ ba là không hiệu quả của một số kênh quảng cáo. Điều này chỉ trả lên rõ ràng sau khi ngân sách đã được chi tiêu. Thì về dành cho nhà xuất bản thì đấu tranh để tìm nhà quảng cáo điền vào tất cả các vùng quảng cáo này. Thứ hai là thu nhập thấp và không có khả năng dự báo các khoản thanh toán trong tương lai từ các nhà quảng cáo. Thứ ba là sự chậm trễ thanh toán và không thanh toán từ các bên quảng cáo không trung thực. Thì UBEX sẽ giải quyết các vấn đề của ngành thông qua việc sử dụng mạng neuron và cái công nghệ blockchain. Thì về tương lai của quảng cáo thì UBEX là một cái công cụ trao đổi quảng cáo phi tập trung toàn cầu, nơi công ty quảng cáo hiệu quả và trong các nhà xuất bản đã ứng dụng mã token để vùng quảng cáo trên tài nguyên của họ. Thì nhiệm vụ của chúng ta là tạo ra một cái hệ sinh thái toàn cầu với mức độ tin tưởng lẫn nhau và hiệu quả tối đa. Thì thứ nhất là nó sẽ tự động hóa tương tác các nhà cung cấp với nhà xuất bản của các nhà quảng cáo, thì sử dụng cái mạng neuron và dữ liệu tích lũy chọn cái nội dung quảng cáo có liên quan nhất tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào cho một cái người dùng cụ thể và tối đa cái khả năng thu được từ kết quả mong muốn. Thứ hai là giảm đáng kể cái hoa hồng bằng cách xóa người trung gian này, loại bỏ tất cả các liên kết gián tiếp giữa nhà quảng cáo và người xuất bản bằng cách áp dụng cái hợp đồng thông minh cho tất cả các loại theo dõi và do đó làm tăng cái hiệu quả kinh tế của hợp tác. Thứ ba là nó sẽ tạo cơ hội cho các nhà xuất bản để mã hóa vùng quảng cáo và sử dụng các thống kê có sẵn từ trang web quảng cáo và người tham gia trong trao đổi và cung cấp dự báo thu nhập cái tiềm năng về cơ hội thu nhập thu thập trước nếu danh tiếng đủ cao. Thứ tư là nó phát triển cái hệ thống nhiều lớp xếp hạng danh tiếng của người tham gia nền tảng, thì triển khai cái hệ thống xếp hạng nhà quảng cáo và nhà xuất bản để lưu trữ trong cái blockchain cùng với toàn bộ lịch sử hoạt động của họ để ngăn chặn cái gian lận và cho phép cái cơ chế giao dịch và các đối tác tin cậy nhất. Thì việc áp dụng cái blockchain cho phép UBEX sử dụng cái mô hình hoạt động pay per resource, thì cái sẵn sàng thử nghiệm quản lý chiến dịch quảng cáo. Thì báo cáo chi tiết với bộ lọc dữ liệu này, xuất và nhập dữ liệu và biểu đồ thống kê chiến dịch chi tiết, kiểm soát giao dịch trong suốt thông qua blockchain.
thì các nhà quảng cáo sử dụng UBEX token từ cái số dư tài khoản của họ và áp dụng cái hợp đồng thông minh và kết thúc giao dịch trên sàn giao dịch. Thì về đề án làm việc thì tương tác giữa khách hàng và các module trên các sàn giao dịch UBEX này. Thì về phân phối mã token thì token thông tin về việc bán token thì 72% sẽ dành cho cộng đồng thông qua cái ICO, 15% sẽ dành cho tem và cố vấn, 10% dành cho dự trữ và 3% dành cho bounty. Thì token sẽ chạy trên cái nền tảng ERC20 của Ethereum và cái chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin này, Ethereum và Litecoin. Thì sẽ không có thêm cái token được in sau khi phát hành ICO. Thì hệ thống tiền thưởng thì sẽ có này, không có chương trình bán free sale hay là bán riêng, thì các bạn sẽ phải KYC để tham gia cái dự án này. Thì đầu tư tối thiểu là 0,01 Ethereum và sẽ không có thời gian, không có số tiền giới hạn. Thì về lộ trình phát triển thì năm 2016 tạo ra một cái nền tảng quảng tạo ra một cái nền tảng quảng cáo để quảng bá các khoản cho vay trong Payday. Quý 1 năm 2017 thì phát triển cái công cụ tích hợp để liên kết các chiến dịch tiếp thị với trang web của nhà xuất bản. Quý 3 năm 2017 thì giao dịch giới thiệu giao diện API của nhà xuất bản sử dụng để đăng ký không gian quảng cáo. Quý 1 năm 2017 thì bổ sung các loại công cụ quảng cáo mới và tùy chỉnh tiện ích. Quý 1 năm 2018 thì giới thiệu về đấu giá của nhà quảng cáo. Quý 4 năm 20 tháng 5 năm 2018 thì họ chạy cái phiên bản alpha dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động của khoảng ứng dụng nhà quảng cáo. Tháng 4 năm 2018 thì phát triển nguyên mẫu cái hợp đồng thông minh trao đổi để lưu trữ thông tin cơ bản. Tháng 10 năm 2018 thì phát triển nguyên mẫu lõi thần kinh của hệ thống đào tạo ban đầu các mạng thần kinh neuron. Thì tháng 11 năm 2018 thì giới thiệu hợp đồng thông minh có khả năng lưu trữ các hệ thống mạng neuron lân cận trong blockchain. Tháng 12 năm 2018 thì giới thiệu một nguyên mẫu API để chia sẻ dữ liệu huấn luyện để đổi lấy phần thưởng khai thác dữ liệu. Tháng 1 năm 2019 thì khởi chạy cái phiên bản beta của ứng dụng nhà quảng cáo và nhà xuất bản. Tháng 3 năm 2019 thì phát hành cái phiên bản đầu tiên của ứng dụng hoạt động hợp đồng thông minh. Thì về đội ngũ cố vấn của dự án đây có Usbone là cố vấn dịch vụ tài chính, quản lý tài sản và chuyên gia công nghệ ngân hàng. Ở đây là Michael Goss là tư vấn kỹ thuật và là MLG của Blockchain Capital, hội đồng quản trị Bitcoin và Blockchain Island Canada. Thì đây là Ismail Malik, cố vấn về marketing. Đây là Olof Sky, cố vấn về khu vực Israel, chuyên gia tư vấn chiến lược và Boss và CEO của IBM. Đây là David Lim, cố vấn Trung Quốc và Hàn Quốc. Đây là Sergio Pereira, là cố vấn đồng sáng lập và giám đốc điều hành tại Comparas. Đây là Sergio Galus, là cố vấn và đồng sáng lập CEO của CryptoPoint.pro. Đây là Ali Kassab, cố vấn chủ tịch giám đốc điều hành của Centurion. Đây là Javier Gonzalez, cố vấn về người sáng lập của Venture Spec. Đây là Mickey Choi, cố vấn blockchain, Mickey Global Business và giám đốc điều hành. Thì vừa rồi là những cái thông tin về cái mạng về cái dự án UBEX. Thì các bạn có thể truy cập vào cái trang ubex.com để đăng ký mua ICO. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.